Mấy ngày nay, cụm từ xâm hại di tích lại nổi cộm trên các trang báo. Và nạn nhân lần này là một trong những công trình nghệ thuật kiến trúc tiêu biểu của Phật giáo Nam Tông Khmer Nam Bộ và cũng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, chùa Mahathub, vốn được biết đến nhiều hơn với tên gọi là chùa rơi. Và số phận của ngôi chùa hơn 400 năm tuổi này sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ về câu chuyện giữa bảo tồn và phát triển. Ghi nhận của phóng viên Khánh Linh và Nguyễn Hòa. Chỉ cần vài bước chân để sang đường là tôi đã có thể di chuyển từ khu vui chơi giải trí khá bề thế này đến với chùa rơi, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đã được xếp hạng vào năm 1999. Và với sự công nhận này thì ngôi chùa cổ vào hàng bậc nhất của tỉnh Sóc Trăng sẽ được bảo vệ một cách khá nghiêm ngặt, bất khả xâm phạm. Bất kỳ một sự thay đổi và xây dựng nào cũng đều cần có ý kiến chỉ đạo cũng như là đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Vậy mà chỉ với quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, một khu du lịch, nhà hàng, khách sạn đã được xây dựng năm 2011 trong phạm vi chỉ khoảng 10 mét, quá ngắn so với khoảng cách tối thiểu 200 mét mà chính quyền địa phương đã quy định trước đó nhằm bảo vệ di sản. Điều đáng nói là quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nêu rõ, mọi quyết định, dự án có tính chất liên quan đến dân sinh phải thông qua thường vụ tỉnh ủy. Nhưng xem ra quyết định này là một ngoại lệ. Tôi cũng là ủy viên thường vụ nhưng mà từ trước đến nay tôi cũng chưa là nắm được cái quyết định này. Thu hút du lịch như vậy á thì cũng tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà con khu vực đó. Để là sao cuộc sống của bà con mình càng ngày càng có thể là khâm khá hơn. Chỉ cách đây vài năm, không thể đếm rơi những báu vật trên cây ở ngôi chùa này như bây giờ. Đàn rơi từng có hàng nghìn con, chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Ngôi chùa từng bao đời gắn bó, nay cũng vắng bóng bà con Phật tử đồng bào dân tộc Khmer, vốn xem nhà chùa là nơi linh thiêng, đáng trân trọng nhất. Từ ngày mà có công ty vô, họ đã cho cái bảo vệ, ngồi bắt ghế ngồi trước cổng chùa. Là ta xách cầm ơn rồi ta chạy xe vô. Nhưng mà tới đó bây giờ thì công ty đã chặn lại không cho vô. Họ rất bức xúc và họ rất là buồn mà không biết báo với ai, nói với ai đây. Khu du lịch đối diện ra đời đã đem lại cho chùa 600 triệu đồng tiền thuê gần 3.500 m2 đất trong vòng 49 năm. Ngay cả quyết định cho thuê đất của nhà chùa này cũng được chính tay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký. Ban quản trị nhà chùa chỉ việc chấp thuận mà không biết đến những quy định bảo vệ di tích mà mình quản lý. Nhà chùa cũng không biết lực, không biết lực đó. Nếu biết không cho mướn gì đâu. Thế bây giờ biết rồi thì làm thế nào ạ? Thì biết rồi, bây giờ là lỡ coi người ta mướn rồi thì tôi biết làm sao vậy. Chờ 49 năm nữa phải không ạ? Ừ, dạ. Liên hệ với người trực tiếp ký nhiều quyết định liên quan đến sự ra đời của khu du lịch nhà hàng khách sạn Trachaco, chúng tôi nhận được sự ủy thác cho ông Lê Minh Thượng, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Hóa ra, tỉnh đạt mục đích đầu tư xây dựng bãi đất 12.000 m2 bỏ hoang bấy lâu nay thành một trung tâm thông tin, cung cấp hướng dẫn viên và chỗ ăn nghỉ cho khách hành hương. Và dĩ nhiên, không bao gồm hoạt động phát sinh như thế này. Tính đến thời điểm hiện nay, thì thông tin của báo, đài thì mới cho biết là bà con có những cái phần mà kiến nghị như thế. Còn ở chỗ đám cưới thì xin thưa với chị là từ khi dự án đi vào hoạt động đến nay thì chỉ có duy nhất mới có một đám cưới đầu tiên hết. Nhưng mà cũng không gây ồn ào đến cái mức độ là quá sức. Tỉnh ủy Sóc Trăng cho chúng tôi biết đã lập ban chuyên môn kiểm tra lại những quyết định và dự án liên quan đến khu di tích chùa rơi để sớm có kết luận, xem xét xử lý vi phạm. Hy vọng người dân một lần nữa sẽ không bị đứng ngoài cuộc. Di sản được sinh ra từ sự sáng tạo của nhiều thế hệ cha ông và được gìn giữ bởi sự chung tay của cả cộng đồng. Đó không chỉ là chủ trương lớn trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản của Việt Nam, mà còn là tinh thần Công ước Di sản của UNESCO.